Tôi nói thiệt, cái mấy cái thằng kinh doanh bất động sản nó làm ăn cực kỳ gian dối. Nên các bạn nào mua nhà xây sẵn, xây coi chừng. Bạn không có kiến thức cái mảng này là bạn dễ chết lắm. Trời ơi, ai đời không á, chưa làm được kỹ gì trơn á. Giống như cái cảm giác mà anh cầm 1 tỷ anh trội xuống đất vậy đó em. Tại vì đối với Duy Nguyễn là gì, một chỉ nhất đời riêng. Đó, anh Duy thích cái mô hình này là mô hình độc quyền. Đăng ký bằng quốc tế rồi. Mua đất xây thành. Đó, đọc mỹ nữ. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với video thứ hai trong chương trình kinh doanh bất động sản và tạo cho chúng ta một căn nhà mơ ước. Thì tất cả đối tượng theo dõi video của Duy là đối tượng về kinh tế, đối tượng là tuổi trẻ khát khao yêu nước nha. Nhớ là phải khát khao yêu nước nha, làm có tiền mới mua nhà được. Và đối tượng Việt Kiều hồi hương. Trời đất ơi, Việt Kiều vô coi video đi ba. Mấy ông ở nước ngoài mà không hiểu về Việt Nam đâu. Mấy ông cầm tiền về đây, mấy ông dở, mấy ông cũng bị lừa hả? Nói thiệt nha. Nên là video mục đích là phi lợi nhuận. Câu yêu thôi. Tiếp tục. Không nói về đề tài đất nữa. Nói về đề tài đất nó khô khan để bữa nào nói lại. Bữa nay nói về đề tài xây nhà. Đó. Bảo đảm, tôi nói thiệt với bạn đó. Cái người mà người ta biết xây nhà ít lắm nha. Ít lắm, nhưng mà thôi cố gắng chia sẻ. Tại vì xây 4 cái nhà bự rồi. Wow. 4 cái nhà của Duy, nhà nào nhà nấy bự lắm. Nhiều pháo đài. Thôi ôi má ơi, nó bự lắm ba ơi. Lúc đó đó Duy xây cái nhà này, thôi ủa mày xây pháo đài hả Duy? Không, xây phòng tạ. Phòng tạ gì? Mày tôi thấy cái phòng tạ đằng kia kìa. Nó có 1 tầng à, nó lùm tè à. Mày xây cái này pháo đài rồi mày xạo. Mày kinh doanh khách sạn phải không? Mày không có đâu ông ơi. Tại vì đối với Duy Nguyễn là gì? Một chữ nhất đời gym. Đó, nên Duy thích cái mô hình này là mô hình độc quyền. Đăng ký bằng quốc tế rồi. Mua đất xây thành. Đó, đọt mỹ nữ. Nó nên cái nhà của Duy á, cái nhà đầu tiên nó mang là nhiều cái cảm xúc lắm mấy bạn. Mà bây giờ nó làm xây nhiều quá nó bị nghiện. Nó bị nghiện, không xây không được bạn. Đang làm cái quận 7 nữa kìa. Nó nghiện. Vào ngày hôm nay Duy sẽ cố gắng trình bày với các bạn là những cái bước đầu tiên phải xây nhà. Cái bước chọn thầu từ từ nói. Bây giờ mình nói vô qua xây dựng luôn đi. Xây nhà theo bạn nghĩ bước đầu tiên là làm gì? Tiền hả? Đúng rồi, xây nhà là phải có tiền mày. Nói chuyện. Nhưng mà ý của anh á, nó cái bước đầu tiên á là chúng ta phải làm một cái nền móng. Nhà nó phải có móng. Để nói về móng nhà nè, tôi nói cho bạn nghe, bạn không sợ nữa, bạn sợ chết bạn luôn. Tôi nói thiệt, cái mấy cái thằng kinh doanh bất động sản nó làm ăn cực kỳ gian dối. Nên các bạn nào mua nhà xây sẵn, phải coi chừng. Bạn không có kiến thức cái mảng này là bạn dễ chết lắm. Tôi có một bạn, nó không có máu liều như tôi. Nó đi mua nhà xây sẵn ông ơi. Nó cầm 6 tỷ ra mua biệt thự liền kề, phải biệt thự nữa, nói biệt thự cho oai thôi chứ nhà như nhà phố vậy. 6 tỷ á, mua chồng tiền phân nửa rồi, ở xong tả từ từ. Vô phát một hai chồng mới dọn vô 2 ngày nhà bị nứt làm đôi. Xong rồi không phải mình nó đâu, nguyên khu 6 cái nứt, nó nghiền luôn. Biết ra cuối cùng sao không? Tụi nó làm, nó xây nhà không có móng ông ơi. Ghê không? Nó xây nhà nó lấy xi măng á, nó lấy xi măng nó trộn hồ. Nó để một lớp sàn vậy thôi à. Nó để một lớp sàn, nhà không hề có móng luôn. Các bạn vô các bạn mua căn nhà bạn đâu biết đâu, thấy nó nhà cũng đẹp quá, ừ vô biết cái nhà thôi chứ biết mày có móng hay không có móng. Đó, thằng đó đẩu ghê mà nó không có kiến thức nữa, dễ chết lắm. Rồi xong rồi cái cuối cùng phát hiện ra cái thằng đó nó phân lô bán nền tầm bậy, đất nông nghiệp luôn, chưa xin giấy tờ gì trơn, xây lụi. Ủa mà giờ nó bán với thằng mua nữa, ghê thiệt. Bởi trên đời ngào ngu chết thôi chứ biết sao giờ. Đó, bạn dính vô cái lĩnh vực đất cát bất động sản này là bạn thấy nhiều cái nó hài đúng không ạ? Có nhiều cái nó hài mà nhiều cái nó đau thương mà nhiều cái nó nước mắt luôn á. Nó gặp nó hỏi gì cái là giúp bảo đảm không bao giờ bị lừa cái đó. Sao bị lừa dễ dữ trời. Vậy thì kệ đi, chuyện nói chuyện của nó. Bây giờ cái nhà cái móng là sao ta? Bạn biết cái nền nhà không?
cái nền nhà, dưới nền nhà nó có cái móng á, và đố bạn dưới cái móng có cái gì hả? Dưới cái móng có cái cọc. Cái cọc là gì? Ai dưới quê miền Tây thấy người ta ép cọc, cọc tràm không? Mấy cây nhọn nhọn giọng đất á đó. Đó, mấy cây đó đó. Hồi xưa đó vậy thôi, giờ chơi cọc khác. Bây giờ bạn đi những công trình xây dựng nhà cửa, bạn sẽ thấy những cái xe cẩu cẩu đó, cẩu cái cây gì đó, cây gì nó vuông vuông mà nó tròn tròn này, nó vọng 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 xuống đó. Nó vọng vọng xuống đó. Đó. Thì cái đó là cọc. Bạn tưởng tượng đi, một cái ngôi nhà của Di nặng nó coi. Nhưng mà mấy ngàn tấn, nó không phải không ta? Ừ đúng rồi, mấy ngàn tấn á. Mấy ngàn tấn nó chịu lực trên cái gì? Nó chịu lực trên cái cọc. Wow. Đó, nó chịu lực trên cái cọc. Bởi nên cái nhà là cái cọc cực kỳ quan trọng. Nếu mà cái cọc của bạn nó dở một cái là cái nhà bạn đập bỏ. Gió thổi lung lay. Đúng không? Gió thổi lung lay. Nên cái vấn đề ngày hôm nay sẽ là vấn đề về cách ép cọc chuẩn cho ngôi nhà. Cách làm cọc chuẩn cho ngôi nhà. Xây dựng nó rất là nguy hiểm các bạn. Bây giờ á, những đối tượng ngồi đây thì những đối tượng xây dựng nhà dân dụng để ở thôi. Thì có hai loại cọc. Một á là cọc vuông, hai là cọc tròn. Cọc vuông cùi bắp, cọc tròn vip, biết vậy đi. Đó. Bởi bạn đi xây dựng mà thấy nào xài cọc vuông là biết nó cùi rồi. Cọc vuông cọc cũ, đổ một bậy bạ, bê tông không có đồng chất. Đó, còn cọc kia cọc ly tâm, cọc tròn đó kia là cọc ly tâm. Bê tông nó xịn hơn. Nó cứng bỏ sừ luôn á. Đó. Vậy thì làm sao người ta tính được cọc? Tôi nói thiệt với bạn, tôi nói điều này nó hơi trên mây chứ bảo đảm cha con nhà nó xây nhà cấp 4, thậm chí nhà 3 tầng nó không có cọc cái gì trơn, trời làm móng băng không ông ơi. Mấy cái nhà đó xây cực ẩu, nhà nghèo á. Mấy thường thường nhà nghèo ta làm ăn có tầm nhìn, người ta xây vậy đó. Thật sự người ta liều lắm, bạn dân Việt Nam mình có nhà đẹp đẹp thôi chứ dưới không có móng. Không liều mạng kinh lắm chứ phải giỡn đâu. Nghe, nói tới đây có ai hiểu không? Yes. Nó không có cọc ở dưới thì nó không có chịu lực được. Thì khi mà có chấn động gì đó nó sẽ bị nứt, nó sẽ bị sập. Thậm chí thí dụ như nhà kế bên nó moi đất làm cái hầm nhà nó bị nghiêng. Nó bị nghiêng xong nó kiện. Ồ kể vụ kiện hài lắm mà. Ông ơi cha con kéo nhau ra tòa kiện nè. Con nhà thằng kia không phải bạn tao biết nó thôi. Nó. Ồ cái thằng đó sổ lá lắm, thằng đó đúng là mất dạy luôn. Nó xây cái nhà ẩu. Nó xây cái nhà 3 tầng không có cọc mà. Không có cọc. Xong rồi giữa chừng á, cái nhà kế bên nó đào lên xây hầm 8 lầu. Nó móc cái hầm chừng 2 mét đất á, 2 mét đất tính từng sàn nó xuống. Nó mới móc chừng đó thôi, lòi cái móng ra không có miếng cọc. Đúng không? Lòi cái móng ra bê tông nó dày chừng như đây nè, không có cọc đâu cả. Cát ở dưới nó trào ra, nó hóng đất vậy nè. Xong cái nhà nó nghiêng qua vậy nè. Rồi cha con nó kéo nhà ra tòa. Thằng đó nó tính rồi, còn mấy cái nhà tao kỳ trước xây 4 tỷ tao bắt cái này đền 8 tỷ. Ồ nó tính vậy đó bạn. Xong kéo nhà ra tòa đòi đền tiền. Xong rồi cái tưởng nó thằng xây nhà 8 tầng ngu. Thằng xây nhà 8 tầng đủ thuê luật sư phát một. Xong cái thằng luật sư nó về nó họp phát một. Xong rồi nó kêu mày đưa giấy tờ nhà mày ra đây. Thằng kia ứ có. Cái thằng kiện đó. Cái thằng kiện nó xây lụi mà. Đúng không? Nó đâu có bản vẽ, đâu có thẩm định gì đâu. Mà trong xây dựng mày xây nhà không có bản vẽ thẩm định là mày phạm pháp, mày sai. Đó, mà bây giờ cái nhà của mày nghiêng qua nhà tao. Cái thằng 8 tầng nó bắt đền ngược lại. Khóc lóc xin tha liền. Khóc lóc xin tha đó. Vợ biết hòa giải được chưa? Chị này anh biết thôi. Mày không hay anh ghen. Đó là mày ghê chưa? Yếu lý đi, yếu gió đi phát một nghe nó kiện sợ thấy mẹ rồi. Không phải giỡn đâu. Xây dựng nó rất là phức tạp. Nó nên bởi vì những cái gì mà Di ngồi đây kể cho bạn nghe là cái kinh nghiệm cũng hơi bị ác á. Nên các bạn xây nhà các bạn xây đúng đi mà không sợ gì cả. Đúng không? Đầu tiên là phải đo địa chất thì không cần. Nói thật sự đo địa chất thì nhà lớn cần thôi chứ không nhà nhỏ chả cần đâu. Qua nhà kế bên hỏi mày khoan cọc nhiêu, nhà kế bên hỏi mày khoan cọc nhiêu là cứ thế mà ép thôi. Đó, cứ thế mà ép thử tải. Thử tải ép chừng nào mà nhõng ben không xuống được nữa là thôi. Tùy vào cái tải trọng nhà bạn mà tải là bao nhiêu tấn. 80 tấn, 100 tấn, 182, 220. Hiểu không? Thường thường nhà nhỏ 80. 80 là gì? Tức là 80 tấn. Nó đè trên một cây cọc. Nó cắm xuống đất. Tới hồi nó cắm không được thì thôi. Tức là nó đụng cái tầng đất cứng rồi đó. Cọc nó bám được rồi đó. Nó thấy nói chuyện như kỹ sư rồi. Ghê chưa? Ghê chưa? Trời ơi, ghê chưa? Đó. Like cái tinh thần đi mấy em.
Còn cái hồ sơ cọc sao để cho kỹ sư vẽ, tức là bạn phải tưởng tượng như nè, cọc thưa quá thì nó yếu, mà cọc dày quá thì nó hao đó. Mà cái cọc là gì, nó chịu lực, chỗ nào chịu lực mới có cọc, chỗ gì đứng không có cọc, nhớ. Tức là chỗ nào có cột thì chỗ đó phải có cọc, chỗ nào có thang máy thì chỗ đó phải có cọc, hiểu chưa? Tại vì cái cột nó phải chịu lực từ cái cọc nè, nó căn bản là như vậy. Còn bây giờ qua công trình thực tế của Duy Nguyễn ở quận 7, 102 Lý Phục Mang, phường Bình Thuận, quận 7, nhà tao đó đang xây luôn, đi ngang nó thành Duy Nguyễn liền. Công trình của anh đó nha, 109 cây cọc, thấy ghê chưa? Tao nói thiệt, có tiền cọc mắc lắm chứ không phải giỡn đâu. Giờ mình nói chi tiết về cọc nè, anh ghi là chơi cọc tròn D300 mát 800. Do vậy á, D300 là đường kính 300 đó, trong xây dựng nó thuật ngữ D300 đường kính 300 hơn gang tay của anh chút, gang tay của anh là D250. Còn này ra D300 lại cọc nó tiết diện nó nhiêu đây, hiểu không? Nó phanh vòng tròn vậy nè, mát 800 là mát bê tông đó. Bê tông thì nói chung là mát càng cao nó càng cứng, hiểu vậy đi đó. Nó cứng đây chi, nó chịu lực. Mà nói nào ngay nha, bây giờ cái vấn đề cọc của nhà nó đau lắm em. Má nó đau như bò đá. Tiền cọc của anh bằng cái tiền người ta xây nhà tiết lộ luôn, 900 mấy chục triệu á. Tiền cọc á, 900 mấy chục triệu, gần tỷ. Tính luôn tiền đền tỷ luôn. Biết sao đền không? Ô, ép cọc cái nhà kế bên nó nhảy luôn mày. Trời đất ơi, ép cọc nó nguy hiểm lắm. Trong vấn đề xây dựng, cái vấn đề mà khi mà chúng ta ép cọc là vấn đề nó cực kỳ nguy hiểm. À, mấy em nghĩ coi, bây giờ nó lại nha, D là D300 đó ba, hiểu không? Bây giờ qua tới toán học nè. Bây giờ D300 mà cái chiều dài của anh đó là 30 mét, thì mày nhân coi, D300 mà 30 mét thì nó choáng chỗ một thể tích đất là bao nhiêu đó. Tính đi, tính đi. Xong rồi á, 109 cây nhân lên nữa thì nó tổng số cọc của anh nó sẽ là cướp đất là bao nhiêu đó. Nó sẽ cướp bao nhiêu mét khối đất, mà khi mà đất nó bị cướp như vậy á thì nó sẽ làm nén đất lại. Nó nén đất lại, nén lại, đúng chưa? Nó làm cho đất nó cứng lên, nó nén lại, mà nó nén không nổi, nó đẩy đi nhà hai bên đi du lịch luôn. Khi mà ép cọc là nhà hai bên đi du lịch đó em. Một là nó nhảy lên, hai là đi du lịch, có thằng đi vừa nhảy lên vừa du lịch luôn. Đó. Mình phải tính cho kỹ, phải có chiêu thức hết chứ. Xây cái nhà mình xong banh hai nhà hàng xóm nữa. Bởi vậy đại gia mà nó giàu sướng em. Lộn, hàng xóm mình mà nó giàu sướng, mà lỡ mà hàng xóm mình nó nghèo một cái sợ lắm. Toàn là mấy ông xây nhà hóng móng không à. Nó chia sẻ mà em cảm giác ép cọc của anh nó thốn lắm, phải giỡn đâu. Khi mà chúng ta ép cái cọc xong rồi đó, mà hàng xóm mình nó gặp mình nó cười á, bao đi massage liền luôn. Thì cái kèo này chơi liền luôn á, bao đi massage liền luôn á. Cái đó nó dẫn tới thưa kiện đó mấy em. Giỡn đâu, nó dẫn tới thưa kiện đó. Mệt lắm, phiền lắm. Nên vấn đề ép cọc đó là anh chia sẻ nó như vậy. Có khi mà ép cọc nó xảy ra tai nạn rất là nhiều. Nó và ép cọc nó tùy thuộc vào cái vùng đất các bạn chọn. Thí dụ như tụi em xây nhà thì có thằng thầu nó bao cọc, có thằng thầu nó không bao cọc, thì chúng ta cần phải biết cọc là cái gì cái đã. Cọc là mấy cây chẻ xuống đó bắt phải có. Giá trị thị trường tùy vào mối quan hệ. Ra đường mua cọc á, thằng nào ngu á thì nó chặt 350 mét. Gặp anh Duy Nguyễn làm lấy thương hiệu thôi 300 thôi, 300 bao công đó. Nên cọc của Duy Nguyễn nó khoảng chừng 3.000, hơn 3.000 mét cọc tất cả. Thấy ghê không? Một công trình của Duy Nguyễn hơn 3.000 mét cọc. Một cây cọc thì nó dài khoảng chừng 11-12 mét gì đó. Xong rồi cái của anh nó phải nối ba cây trồng lại với nhau, nó mới đủ chiều dài 30 mét, nó chọt xuống cái quận 7 đó. Bởi vì quận 7 là có một cái vùng đất nghịch lý, vùng đất của phù sa, vùng đất của đầm lầy, đúng không? Dùng đất của sông ngòi, mà chỗ đó nó mọc lên những cái tòa nhà cao tầng nhiều lắm. Bởi vì anh xây nhiều nhà rồi, cái nhà mà lời nhất là quận 9, mà cái nhà mà lỗ nhất là quận 7. Má xây xong trả tiền cọc cũng khóc luôn. Trời ai đời không á, chưa làm được khỉ gì trơn á. Giống như cái cảm giác mà anh cầm 1 tỷ anh chọi xuống đất vậy đó mấy em. Ê làm này tựa được à. Duy Nguyễn cầm 1 tỷ chọi xuống đất và cái cớp mất tiêu luôn. Ôi má ơi. Tại vì sao? Tại vì cái cọc á, bạn ép xuống á, bạn cầm cái máy ép cọc nó ép uốn xuống, nó chôn sâu cái đồng đất đó, bạn không thấy được cái đầu cọc nữa.
từ cái cọc đó nó có những cái sắt nó bấu nối với cái lớp bê tông ở trên, nó kêu là cái móng. Đó không, những cái thuật ngữ xây nhà từ từ đi cố gắng truyền tải cho các bạn, nói chuyện như kỹ sư vậy đó. Nên cái vấn đề cọc thì thường thường á, khi mà các bạn làm hợp đồng với thầu á, có chỗ nó ghi là bao cọc, có chỗ nó ghi là cọc mày tự chịu. Mà cọc mày tự chịu á thì bạn phải biết, ừ, giá trị thị trường cọc ly tâm mà đi chơi á 300.000 mét, cọc chuông thì rẻ hơn, ép cọc thì nó khoảng chừng nửa tháng một tháng gì đó tùy công trình của các bạn. Còn nào liều mạng khỏi ép luôn, không có liều mạng nó đâu ép cọc đâu. Thí dụ như bây giờ bạn nhìn là tình hình nè, nhà của Di đang là 6-7 tầng, nhà thằng bên kia 4-5 tầng, bạn xây nhà 3 tầng ép chi, đúng không? Hồi hơi nói thiệt chứ bạn á, có tiền thì chi sao cũng ngon hết. Còn trong xây dựng mà mấy thằng không có tiền nó rút ruột công trình bỏ sự đi được á, nó rút ruột lắm. Bởi vì khi này mình chửi con thầu cũng đúng nữa, chủ đầu tư nó ép, nó thôi mẹ có tiền mẹ nhà hai bên nó vậy rồi, canh dựa dách nó đi, đúng không? Dựa dách nó đi, nó không có sập đâu, nhà tao có xây hầm đâu. À cái hầm bữa nào nói sao đó, xây nhà mà không xây hầm thôi đừng xây, lạc hậu rồi. Nói chứ thiệt chê mấy quận một, trời ơi mấy giờ quận một vô kìa, xây nhà trước 75, quận 3, quận 10, đúng không? Nhà nhỏ, không có cái hầm, không có hầm gì trơn, nhà nhìn chật chội, bực bội. Sau này mua chiếc xe hơi cũng biết để đâu nữa. Nó, bởi vậy cái ngôi nhà là cái nó cực kỳ quan trọng. Tao nói thằng đàn ông quan trọng nhất là cái nhà, chứ không phải là con bồ. Mày có nhà tự nhiên có bồ à? Wow. Ở thành phố Hồ Chí Minh này á, con trai mà có nhà tao chưa thấy nào ế. Nói chứ không phải nổ, chứ con gái tỉnh lẻ nó vô trong Sài Gòn này, nó gặp con trai thành phố nó mừng thấy mẹ nó bá vô liền chứ, đúng không? Lấy thằng nào chả là chồng, lấy thằng nó có nhà đỡ phải suy nghĩ ông ơi, đúng không các bạn? Thực tế không? Like đi. Chứ bây giờ á, các bạn sẽ không nói ừ thôi nhà cửa gì mà nó không biết làm ăn, vậy nó tính sao đi, rồi gặp thằng có nhà mà nó biết làm ăn thì sao, đúng không? Mà nó hơi xấu xấu một chút cũng được nữa. Bạn biết cái nhà nó chua lắm không bạn? Bây giờ nói thiệt á, ở bên Mỹ nó mua nhà trả góp dễ, ở Việt Nam này mua nhà trả góp nằm mơ. Trong cái giai đoạn này là nằm mơ. Tính cho mà nghe, đúng không? Tính cho mà nghe, ở Việt Nam này cha mẹ có của thì ok nha, còn cha mẹ không có của, thí dụ như mấy em đi làm công, tao cho cái thằng chồng 15 con vợ 10 luôn đó, ở thành phố Hồ Chí Minh này, sao mua nhà được trả góp? Ở nhà mướn thấy mẹ không có đủ khả năng mua nhà phố, nhất là mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh này, đúng không? Mua nhà chung cư thì là được, cứ chung cư cho 1 căn 2 tỷ đi, đúng không? Bây giờ 2 tỷ trả góp, trả góp nạp vô, nạp cạc vô 30% của 2 tỷ là nhiêu mấy em? 600 triệu đúng không? Đúng chưa? Bán con khỉ, bán thận lấy 600 triệu hả? Thấy chết chưa? Bán thận lấy 600 triệu hả? Giả sử như mình có 600 triệu đi, còn cái khoản còn lại là nhiêu? Khoản còn lại phải là 1 tỷ tư không? Oh my god. Bây giờ 1 tỷ tư muốn trả góp mấy năm? Trả góp 10 năm đi ha, cho nó rẻ. Tôi sợ trả góp cả đời cũng nổi nữa chứ, 10 năm tính cho vui thôi. 10 năm thì thành nhiêu? 2 tỷ 8. Đúng chứ? Đừng có cãi, tại vì kinh tế nha. Bây giờ lãi suất 12% rồi, nhưng mà tính 10 thôi cho đỡ sợ. 2 tỷ 8. Mà bây giờ nè, anh nói cho em nghe, 2 tỷ 8 em trả trong vòng 10 năm là nhiêu tháng? 120 tháng đúng không? Thì bây giờ tính sơ sơ thôi, nó không chính xác lắm, đúng không? Tại dư nợ giảm dần nó sẽ giảm, nhưng mà anh tính cái để cho em hiểu là 2 tỷ 8, 2 tỷ 8 mà chia cho 120 bằng 23 triệu một tháng. Oh my god. Ủa nãy lương tôi bao nhiêu ta? Quên mẹ rồi. Ủa lương tôi bao nhiêu hả? Hả? À Lâm hả? À còn không được, được, trả được em. Trả được, hai tụi bay thở vào không khí nha. Mai cho mỏ lại, đúng rồi, mai cái dưới nữa. Mai cái dưới nữa. Chứ nên tôi nói nhiều các bạn, nhiều cái thằng nói chuyện ảo bỏ mẹ. Thôi, tình yêu là quan trọng, lấy chồng nghèo cũng được, sau này phấn đấu kiếm thêm. Phấn đấu kiếm thêm. Thôi bớt giỡn với ông nội ơi. Nghe như cái lương á. Ở bên Mỹ thì nó mua trả góp được, tại vì bên Mỹ cái sọ nó khác. Anh không nói bên nào tốt hơn bên nào nha, các em đừng có chụp mũ anh nha. Thí dụ như bên Mỹ hai vợ chồng cạo neo mua trả góp vô tư, khẳng định mình luôn. Oh, yeah.
Giờ cạo neo 1 tháng 4 ngàn, hai vợ chồng cạo neo hai đầu ăn cơm 8 ngàn, thuế má cho cầm về 6 ngàn luôn á. Là cái thằng đó thuộc dạng siêu dở rồi, không biết tiếng Anh luôn, cứ cạo đi con. Là nhiêu ta? 6 ngàn đầu ăn cơm đúng không? Bây giờ mua nhà trả góp bên Mỹ á, mà để đỡ được hai vợ chồng á, anh nói trung bình nha, không có mang tính chất ban này ban kia, trả góp 1 tháng 1.500. Thấy mày thấy dư sức rồi. Yes. Trả góp nhà 1 tháng 1.500 cầm 6 ngàn không lẽ trả không nổi. Trừ khi nào hai đứa bay ly dị tôi mới chết thôi. Tại sao hai vợ chồng ly dị mất điên đầu income là thằng kia nó gánh không nổi. Đó. Nên ở Việt Nam này anh nói nãy giờ để anh gọi là anh dẫn chứng cho em thấy á, là bây giờ ở nhà Sài Gòn mà có nhà tao không xài FA. Oh yeah. Đúng không? Chắc chắn luôn. Thứ nhất, cầm cái hộ khẩu Sài Gòn quá ngon. Hộ khẩu Sài Gòn là biết rồi. Cầm cái hộ khẩu đó đi xin cái gì cũng men hết á. Đi ra đường chả ngang nào, biển số 51 chạy khắp Việt Nam không sợ ai. Đúng chưa? Đó là thế mạnh. Mà được approve, ví dụ như các bạn đi du lịch nước ngoài hay gì đó, bạn cầm cái hộ chiếu Sài Gòn dễ xin visa hơn. Còn cầm cái hộ chiếu Nghệ An mà cái vụ mà mới có 39 mạng đó thôi, giờ hơi chua đó. Cái vụ nào mà có cái vụ container gì đó mấy em, bảo đảm luôn, giờ xin nó khổ lắm. Nhìn thấy cái chữ đó thôi hết muốn cho rồi. Nên chúng ta sống chúng ta phải có kiến thức thực tế để chúng ta sống được nha. Còn á, video này nội dung chính á, là cái vụ ép chồng. Nhưng mà tại trong quá trình nói thì Duy thực tế mà lan man vậy đó, kiến thức nó vô bờ bến lắm em, vô bờ bến lắm. Tao nói thiệt với mày, ép chồng nhiều khi tao muốn khóc luôn. Trời đất ơi, mà mẹ cái xe cuốc nó ra nó múc đất một cái, nước nó trào vô ào 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 luôn. Nội mẹ ơi, ào ào ào. Nó cái quận 7 của anh chua, anh chia sẻ thực tế nè. Cái nhà của anh nó gần sông, trời mẹ triều cường nó lên một phát, một tao đắp đê ở ngoài luôn. Trời đất ơi, anh Duy thầu, alo Duy hả? Em khổ quá, em nhận cái nhà này của anh lỗ. Kệ mày mày. Trời, cái bài toán bài ca con cá. Lại gì nữa? Thang lên chi, kêu chia. Kêu chia, đúng không? Trong hợp đồng ghi rõ ràng là à, biện pháp thi công là nhà thầu chịu. Đúng chưa? Xong rồi giờ phát sinh vụ nước. Anh ơi chia, anh ơi đắp đê này tốn, em tốn tiền đổ 50 cái xe xà bần, một xe mấy trăm ngàn này nọ kia các kiểu, rồi tiền công thợ của em nữa, thôi giờ em chịu tiền công, anh chịu tiền xe. Nó khốn thằng Phát đó nữa. Đắp đê này nọ xong múc nước bơi ra, rồi ép cái cọc xuống, ép giữa chừng trôi mẹ cái cọc luôn. Ủa lộn phải trôi cái cọc. Trôi cái cục tải. Tức là cái cục tải đất nó mềm lắm em. Nguyên anh để cái dàn tải xuống, nó lúng mất tiêu luôn. Thì ghê không? Cái dàn tải thì nói chung cục chừng 3 tấn 5 tấn gì đó. Quên rồi. Đất nó mềm tới nỗi em đi thì em không cảm giác nha. Nhưng mà cái dàn tải nó thả xuống cái tải nó chìm múc dưới 2 mét đất. Kêu xe cẩu lên, cẩu theo bà nội luôn. Tại vì bây giờ không cẩu thì mất tải thì cái thằng thầu cọc của nó bị lỗ. Nó. Còn quận 9 của anh sướng lắm em. Tao nói thiệt á, trong tất cả cái nhà của anh, cái nhà quận 9 số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9. Cọc 6 mét. Ép không xuống nữa. Đất ở trên đó là đất gì? Phù sa cổ. Mấy em học địa lý đó. Đất miền Đông Nam Bộ là đất phù sa cổ, nó cứng lắm. Nó nằm trên đồi nữa. Nó quận 9 nó nằm trên đồi. Trời đất ơi, ép xuống cái cọc cong máy giỏng ben rừng không xuống nổi. Nên cọc quận 9 đất cứng kinh khủng. Quận 7 mềm xèo. Còn cái nhà này tôi giới thiệu chia sẻ cho em 12 mét cọc. 12 mét cọc quận 12. Quận 12 của anh là 8 mét cọc, quận 9 là 6 mét cọc, quận 7 của anh là 30 mét cọc. Khóc có tiếng máng luôn. Trong tất cả cái nhà của anh là cái quận 7 là cái quận mà đau nhất. Mà không dám rên luôn á. Đau nhiều cái lắm em ơi. Có giỡn đâu, nó bự quá. Đúng không, nó bự quá, nhìn cái cảm giác nó này nọ, tốn sắt, tốn này, tốn kia, tốn công, tốn nhợ. Mà tới màn đổ bê tông cọc á. Ủa lộn, cọc làm gì có đổ bê tông. Quên mấy em. À, cảm ơn, tao quên, tao lội được cái mới. Nói về biện pháp thi công cọc. À, bữa này quan trọng. Thi công cọc có cái nhiều biện pháp thi công. Nhưng mà bây giờ có hai cái biện pháp chính, đó là ép cọc với khoan cọc nhồi. Đó. Mà thường chúng ta ngồi đây xây nhà từ 10 tầng trở xuống. Nhà nó nhân từ 10 tầng trở xuống dùng biện pháp ép cọc. Vậy thì ưu điểm và khuyết điểm của biện pháp ép cọc là gì? Thi công nhanh, dễ thấy, dễ nhìn, dễ kiểm tra, rẻ. Đó là ưu điểm. Còn khuyết điểm là cái gì?
làm cho nhà kế bên đi du lịch. Đó, làm cho nhà kế bên đi du lịch. Đúng không? Tại vì chúng ta ép cọc hồi nãy mới nói là ta nén đất lại tùm lum tùm la, nó nhồi nhẹ, nó nhồi đất, nó áp suất này nọ thay đổi. Nhà nó nhổng lên, nhà bên kia kìa nhổng lên. Trôi nhà này nọ kia các kiểu. Nhưng mà được cái chi phí nó rẻ và thi công nó dễ. Còn những cái tòa nhà giống như landmark nó chơi cọc nhồi không nha mấy em. Cọc nhồi là sao? Tức là nó đổ bê tông ở trong lòng cọc luôn á, nó không phải là cầm cái cọc tới nó đâm xuống mà nó khoan một cái lỗ, đúng không? Nó khoan một cái lỗ, nó khoan rồi rộp đó. Nó sẽ đo địa chất, nó đo địa chất nó cảm thấy à cái chỗ này phải là cọc bao nhiêu mét, xong rồi nó khoan cái mũi tới chỗ đó đó, xong nó lồng nguyên cái ống sắt vô vậy nè. Mà làm muốn tìm hiểu chuyên môn trên mạng đi. Nó lồng nguyên cái ống sắt vô vậy xong đổ bê tông vô, đổ xuống. Cái biện pháp thi công đó là gì? Nó được cái á là nó phải đất bự mới thi công được. Đó, và nó phải là nhà cao tầng mới đáng để thi công. Nó không ảnh hưởng công trình lân cận. Công trình lân cận mày ngủ im luôn không sao đó. Tại nó đã khoan cái miếng đất ra chỗ khác rồi mà. Xong nó nhồi cái ống sắt, nhồi cái vỉ sắt vô mà. Đó, xong nó đổ bê tông thì đâu ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà cái đó là biện pháp thi công rất là mắc, đắt đỏ. Đó. Nên các bạn biết vậy thôi. Chứ còn dân nhà mình xây nhà toàn là cọc ép không, toàn là cọc ép không. Ngày xưa thì nó còn cầm búa nó đập nữa chứ. Thiệt mà, hồi xưa làm gì có máy ép cọc ông nội. Xây nhà cầm cái tràm với cái dừa nước, cái tràm nước ở Cà Mau đó, cái đước cái gì đó, nó đóng xuống, nó xì nước ra. Cái thứ cây đó nó càng gặp nước nó càng trâu nha. Nó cầm búa đập này nọ kia thôi, thô sơ mà. Bây giờ nói với các bạn á, cái cọc đó là cái nó quan trọng nhất khi chúng ta xây một ngôi nhà mơ ước để chúng ta ở. Chúng ta xây một cái ngôi nhà là để chúng ta ở, cái nhà đó của mình và sau này mình để lại cho con cháu mình. Thì cái vấn đề cọc là cái vấn đề các bạn phải để ý đầu tiên. Nó về cái cách chọn cọc này nọ kia, cách thiết kế cọc thưa quá nó không an toàn thì làm ơn thẩm định. Còn nếu mà cảm thấy mình cảm thấy nó ok rồi thôi. Tại vì mỗi lần thẩm định dễ tốn tiền mấy bạn, 30 triệu nha. Đó. Xây nhà thứ chút thôi, nhiều khi 30 triệu như ăn bữa thôi, chứ 30 triệu đó chứ mấy bạn khởi nghiệp nó cả vấn đề. Đúng không? Nó cả vấn đề. Rồi cái tiền cọc các bạn. Tiền cọc thì thường thường khi mà các bạn làm việc với nhà thầu xây dựng á thì các bạn mè nheo. Nói chung mình mè nheo được nhiêu được thôi chứ. Than vô, khổ vô, rồi xong rồi mình chơi vừa mềm mà vừa cứng nữa. Bây giờ mày không bớt cọc, tao kiếm thằng khác á. Wow, cà phê mạnh dữ. Giống như trả giá vậy đó bạn. Nhưng mà giờ mình xây nhà thì mình trả giá cho đẳng cấp. Chứ không phải như bà tôm bà cá này nọ kia bớt đồng hai đồng gì đó, không phải vậy. Tại vì cái tiền cọc thường thường nó cũng rơi vào khoảng vài trăm triệu. Đúng không? Nhà nhỏ nhỏ thì cũng 100. Nhà bự bự thì vài trăm. Nó tính mét mà. Đó. Thì cái phần cọc đó nhà thầu chịu được cho mình đó thì mình đỡ tiền cọc. Nhưng mà nói chung là nó cũng khôn lắm em ơi. Nó chịu cọc nó ăn thiết kế cũng vậy. Đó, tiền thiết kế nó ăn cũng được nữa. À bữa đầu thiết kế nói cho nghe, nó nhiều vấn đề lắm. Cái chủ đề này chắc làm ngàn video chưa hết á. Cọc nếu mà không đàm phán được thì chia đôi này nọ kia, đúng không? Nhưng mà nói lại lần cuối nha, cái cọc là cái cực kỳ quan trọng nha mấy bạn. Yes. Nó nghe nó khô khan, nó khó hiểu, nhưng mà cái cọc á là cái mà để cho chúng ta có một cái ngôi nhà vững chắc. Đó, ngôi nhà vững chắc. Thằng thầu nó thường thường nó không có tâm, ai cũng vậy thôi à. Bạn làm mà nó bạn làm nhà bạn ngu á thì người ta qua mặt. Cái chuyện đó là chuyện nó rõ ràng, không trách ta được. Bạn ra đường mà cũng lừa người ta thôi, tốt lành cái gì? Xây nhà người ta lừa lại, quê. Mà xây nhà lừa mới đau chứ. Khi mà lớp bê tông nó đã phủ rồi thì không còn gì để nói. Nha, nhớ. Thì hy vọng là qua cái video này của Duy thì các bạn có được cái kinh nghiệm nào thì các bạn áp dụng vào cuộc sống. Từ việc mua đất, từ việc chọn nhà, từ việc những cái vấn đề phát sinh khi mà nó ép cọc này nọ kia, nó gãy cọc, nó trượt cọc, nối cọc nhiều quá thì coi chừng cái điểm nối nó hàng chuẩn hay chưa chuẩn. Nó chưa nối không chuẩn, nó ép giữa chừng nó bị lệch cái cọc thì khả năng chịu lực của nhà nó kém. Bạn nên nhớ tất cả những gì chịu lực nó đều chịu lực trên cọc đó, nó đều chịu được trên cọc hết. Mấy cái vấn đề khác không có nghĩa lý gì hết á. Khi mà cọc chắc rồi tôi xây giữa biển cũng được nữa. Đúng không? Những cái giàn khoan dầu nó nằm giữa biển, miễn tôi cọc tôi cứng là ok. Còn những vấn đề khác không quan trọng. Bởi vì cái nhà của bạn biết cái nào chịu lực, cái cọc là cái chịu lực, cái móng, cái đà, cái kiền, cái cột. Đó là những cái vấn đề sau này Duy sẽ cố gắng như nói nha. Thì thôi video nhận đi, cái gì bữa sau bàn tiếp đi, mệt quá thông cảm bạn. Quên nữa, like share đi các bạn, tạo động lực cho Duy Nguyễn livestream, tạo động lực cho Duy Nguyễn quay vlog thực tế nha.
Bây giờ kinh doanh đó là nó phải thực tế mày. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.